Nỗ lực và quyết tâm để đạt mục tiêu đến ngày 25 tháng 8 năm 2021, cơ bản khống chế được dịch COVID-19, đưa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở lại trạng thái bình thường. Tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh vào sáng nay 17 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Phạm Viết Thanh đã kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương dốc toàn lực, bám sát và thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn các yêu cầu của từng giai đoạn phòng chống dịch. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi sự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghiêm giãn cách theo chỉ thị 16 trong 10 ngày, từ 16 đến 25 tháng 8, để có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra, Bà Rịa Vũng Tàu khống chế tốt dịch COVID. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang trải qua giai đoạn rất khó khăn do đại dịch COVID-19, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Bước vào đợt giãn cách phòng dịch thứ ba với 10 ngày quyết định, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi mọi người dân Bà Rịa Vũng Tàu đồng lòng thực hiện giãn cách triệt để theo chỉ thị 16 với tinh thần ai ở đâu ở đấy. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các cấp địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta cùng chung sức đồng lòng, cùng đoàn kết thống nhất, tập trung chấp hành nghiêm giãn cách ai ở đâu ở đấy, song song với việc truy vết khoanh vùng dập dịch hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, để vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết, là trước hết, gắn liền với an sinh xã hội để sớm đưa cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta trở lại bình thường.